chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ở hiện tại là mình đang trên đường Nguyễn Công Trứ nha các bạn. Đang lang thang trên đường phố thì mình đi ngang đây mình thấy có món ruột của mình luôn các bạn. Món ăn yêu thích của mình các bạn. Đó, khách rất là đông luôn. Nên quyết định vào trong làm video chia sẻ cho các bạn xem sẵn mình ăn luôn nha các bạn. Đó, khách đang ngồi nè các bạn. Đó, rất là đông luôn. Hiện tại bây giờ là 12 giờ mấy gần 1 giờ các bạn. Đó. Ở đây mình thấy có gỏi cuốn nè các bạn. Ở bên này là nem nướng, thịt nướng. Đó, có nước mắm nè, củ kiệu, rồi dưa chua, đậu phộng. Bên đây là bún. Đó. Chị gái đang làm nè các bạn. Đây, đây là chả giò nè. Ai dạ, xin lỗi chị. Wow, đây thịt nướng nè các bạn, rất là thơm luôn. Tuyệt vời. Này mình dọn ra bán mấy giờ chị? 12 giờ trưa là mình bán. Mình bán tới 6 giờ rưỡi. Dạ, bán mỗi ngày luôn. Dạ. Đó, khi mà chị nướng xong rồi sẽ cho qua đây nè các bạn. Cái này là thịt nướng nha các bạn. Bên này là chả nướng phải không chị? Nem nướng. Nem nướng, chị cho em hỏi này mình bán nhiêu phần chị? 40k. Đó, ở đây em thấy có chả giò là chả giò. Ủa gọi cuốn mình là nhiêu cuốn à? 8.000 nha các bạn. Ở đây là chị có bán ăn tại chỗ, có bán mang về luôn. Mình thấy tới 3-4 người phụ luôn các bạn. Cái này mình có bán trên app không chị, hay là chị bán ăn tại chỗ chứ mang đi, khách mua mang đi thôi? Dạ. À mình tự đặt mới được. Dạ. Dạ. Đây nè các bạn, chị gái đang làm. Cái này mình bán được bao nhiêu năm rồi chị? 40 mấy năm. Wow, rất là thâm niên luôn các bạn. Mình không tin là 40 mấy năm luôn á, rất là ở Sài Gòn này là còn một cái gánh bún thịt nướng nha các bạn, rất là hay. Mình bán tại địa chỉ này luôn đó hả chị? Dạ. Đó, cái đó là dưa chua đó các bạn, 40k nè, tuyệt vời luôn. Lấy đậu chua với lại đậu phộng. Cái đó là chả giò đó các bạn. Chả giò, gỏi cuốn, rồi nem nướng thôi, nhà mình tự làm hết hả chị? Dạ. Đó, rất hấp dẫn luôn các bạn. Ngay trung tâm thành phố luôn các bạn. Có một cái gánh bán bún thịt nướng và gỏi cuốn rất là hấp dẫn luôn. Đây các bạn đến đây thì có mấy cái bàn cho các bạn ngồi nha. Các bạn có thể ăn bún thịt nướng, rồi uống nước, rồi ăn gỏi cuốn luôn nha các bạn. Xe thì để trên đường như thế này. Thank you.
À dạ. Anh ăn là bao nhiêu năm rồi anh? Không nhớ được phải không? Anh trai là khách mối, các bạn ăn lâu đời luôn. À, dưa leo mình không có sắc sẵn hả chị? Làm tới đâu mình bán tới đó. Dạ. Thường thường là mình làm tới đâu mình cắt tới đó nó mới ngon hơn á ha. Đó, có tép mỡ nữa các bạn, tép mỡ giòn ngon đó. Dạ cảm ơn cô. Cái này một ngày mình nướng bao nhiêu cây mình nhớ không chị? Chắc không quá, em thấy quá trời. Bên kia là chị gái làm và cho khách, còn bên này là chị gái này sẽ nướng thịt nha các bạn. Mỗi người chịu trách nhiệm một khâu, còn cô với chị kia thì bưng bún thịt nướng và gọi cuốn cho khách. Ở đây mình thấy tuyệt vời nhất là cái lò nướng đó các bạn, nhìn rất là đơn giản luôn đó, liêu tuyệt vời các bạn. Cái này là mình có nêm nếm cho chị chưa chị? Dạ. Không lấy đồ chua nha. Không cay. 57 với thầy nữa là 49 ngàn đúng không? 12 ngàn nữa.
này thì mình nướng xong rồi mình sẽ lấy keo cắt mấy cái miếng khác thôi các bạn, để ăn cho nó ngon. Tôm ăn về không giá hết cao, hết bún là ở đây là gỏi cuốn nữa các bạn, 8.000 một cuốn nha các bạn. Rồi chị làm cho em một một phần bún đầy đủ đi. Dạ em ngồi đây. Đó, mình kêu một phần đầy đủ nha các bạn, xong mình ngồi mình ăn, mình thưởng thức sẵn, mình trải nghiệm luôn. Đó, ok các bạn, mình có kêu cô làm cho mình một tô bún thịt nướng nè. Đó các bạn thấy này. Miếng thịt nào miếng thịt nấy nó dày cuôi nha các bạn, rất là thơm luôn. Ở đây là con nem nướng nha, chả giò đầy đủ luôn. Ở dưới đây thì mình thấy có dưa leo, rau giá đầy đủ các bạn. Mình thấy nước mắm ở đây đặc biệt là có củ kiệu các bạn. Tô này là 40k nè. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Chúng ngay món ruột của mình các bạn, đang lang thang đi trên đường Nguyễn Công Trứ, mình thấy sẵn, mình sẵn mình vào đây mình ăn, mình làm video chia sẻ cho các bạn xem luôn. Wow, rất là tuyệt vời các bạn. Cái món bún thịt nướng này chủ yếu quan trọng nhất là cái nước chấm á, cái nước mắm các bạn, nhưng mà ở đây làm rất là ngon nha. Ở đây cô bán là 40 mấy năm rồi các bạn. Miếng thịt vừa ăn ngon tươi các bạn. Mình đã dò các bạn. Cảm ơn chị. Cái này mình hay có củ kiệu. Ngon quá. Bỏ trong này thịt rất là nhiều nha các bạn. Một xiên thịt, rồi có nem, chả giò, rau củ đầy đủ nha các bạn. Thịt nêm nếm vừa ăn đậm đà lắm các bạn. Hơn 12 giờ ngoài rất là nắng luôn. Quá trời thật luôn các bạn. Thank you.
còn quá đẹp luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi, bye bye các bạn.